to go further than they've ever been before. And it rests on the shoulders of Phuong Thuan Luan. The biggest shock ever in the AFC Futsal Championship. The champions are out. Goal! 3-8 dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây Kiều Anh với động tác mừng vừa rồi. Ta sẽ cùng xem lại pha đi bóng đầy quyết tâm này, vượt qua được Khiên và dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Namadani. Một lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc có thể là quan trọng nhất của trận đấu playoff lượt về. Đó là giây cuối cùng và đội tuyển Busan Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết World Cup của năm 2021. Tuyệt vời Việt Nam! Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được tất cả những nỗ lực và quyết tâm đã được đền đáp ở trong trận đấu playoff lượt về này. Đầy khó khăn nhưng đầy quả cảm, quyết tâm để cuối cùng có được. Có lẽ đây là những hình ảnh mà người hâm mộ Việt Nam không thể nào quên được. Khoảnh khắc vỡ òa trong sự sung sướng tột cùng khi Futsal Việt Nam giành tấm vé đến sân chơi World Cup. Không có một sự may mắn nào ở đây. Để có được niềm hân hoan, cảm giác sung sướng ấy là cả một chiến lược lâu dài, cộng với đó là một sự đầu tư vô cùng bài bản. Nếu như trong bóng đá 11 có bầu đức, bầu thắng hay bầu hiền, thì ở lĩnh vực Futsal, bầu tú được ghi nhận tương tự. Ông Trần Anh Tú được xem là kiến trúc sư cho thành công của Futsal Việt Nam. Khi mà Futsal còn đang khá xa lạ ở trong nước, thì Bầu Tú là người đã đi tiên phong trong việc phổ biến môn thể thao này. Ông đã mày mò học hỏi những gì tinh túy nhất từ các nền Futsal mạnh như Thái Lan, Brazil, Italia, Tây Ban Nha để áp dụng trong nước. Hai câu lạc bộ Futsal thuộc vào những đội mạnh nhất bây giờ là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam đều là thành quả tới từ những nỗ lực của Bầu Tú. Năm 2007, giải Futsal vô địch quốc gia đầu tiên được tổ chức và đội bóng Thái Sơn Nam cũng đang nắm giữ kỷ lục vô địch quốc gia nhiều nhất. Trong 14 lần tổ chức thì đội bóng này đã vô địch tới 10 lần. Có lẽ cũng dễ hiểu vì Thái Sơn Nam được xem là cái nôi của Futsal Việt Nam, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và được đầu tư một cách bài bản nhất. Đây là nơi sản sinh ra rất nhiều tài năng cho Futsal nước nhà, có thể kể tới như Phùng Trọng Luân, Nguyễn Bảo Quân, Trần Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Bầu Tú đã lặn lội ở khắp nơi, chi bội tiền để có được huấn luyện viên giỏi cho Futsal Việt Nam. Có thể kể đến như Bruno Formoso, Sergio Gagliardi hay Miguel Rodrigo. Ngoài việc thuê huấn luyện viên, thì ông Tú đã tự bỏ tiền túi để tổ chức những chuyến tập huấn tại những nền Futsal phát triển như Tây Ban Nha, Nhật Bản cho các cầu thủ thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Và quả ngọt đã đến. 6 giờ 38 phút ngày 12 tháng 9 năm 2006 đã đi vào lịch sử khi bàn thắng đầu tiên được ghi ở một kỳ World Cup. Và Nguyễn Minh Trí, một sản phẩm đến từ câu lạc bộ Thái Sơn Nam, đã là người làm nên điều đó. Bóng đá Việt Nam chào thế giới bằng chiến thắng lịch sử 4-2 trước Guatemala. Tại kỳ World Cup năm đó, Futsal Việt Nam đã làm nên điều không thể tin nổi là vượt qua vòng bảng cho lần đầu tiên tham dự. Nhiều người bảo hành trình kỳ diệu của Việt Nam chủ yếu đến từ sự may mắn, nhưng không mấy ai biết được thành công đó đến từ sự nỗ lực, sự đầu tư bài bản và một chiến thuật lâu dài. Kể từ sự kiện năm 2016, Futsal Việt Nam đã được đầu tư hơn, giải vô địch quốc gia đã được chú ý hơn. Từ năm 2016 đến nay, Thái Sơn Nam vẫn thể hiện được sự độc tôn của mình với 6 chức vô địch liên tiếp. Nhưng những chức vô địch của họ không còn dễ dàng. Sự nổi lên của những Sahako FC, Sanatech Khánh Hòa hay Kadia trên Sài Gòn ngay ở giải vô địch quốc gia năm nay kết thúc giai đoạn lượt đi. Đội bóng đang xếp đầu không phải là Thái Sơn Nam mà đang chính là Sahako. Đây được xem là điều tích cực cho Futsal nước nhà và giải vô địch quốc gia đã tăng tính cạnh tranh, không còn thế độc tôn từ một đội bóng, giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. Ở sân chơi châu lục dành cho cấp câu lạc bộ, Futsal Việt Nam không còn trở nên yếu thế trước các đội bóng trong khu vực. Mùa bóng 2015, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bruno Garcia, Thái Sơn Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tại bán kết, họ chỉ chịu thua Anquasia 1-2 trên chấm luân lưu may rủi. Sau đó, huấn luyện viên Bruno và các học trò đánh bại đại diện Iraq là Nad Anwasat với tỷ số 7-3 để viết nên lịch sử ở vị trí hạng 3 chung cuộc. Đại diện của Việt Nam còn giành vị trí thứ 3 vào các năm 2017-2019. Đặc biệt năm 2018, Thái Sơn Nam đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự khi lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết châu lục. Chính sự thành công này đã tạo tiền đề cho một loạt cầu thủ Futsal Việt Nam xuất ngoại, có thể kể đến như Trần Văn Vũ và Phạm Đức Hòa tới Tây Ban Nha, hay Minh Trí và Thái Huy cho câu lạc bộ Enpo Yokohama Sport và Counter Nhật Bản. Với sự nghiêm túc cộng với chiến lược bài bản, 5 năm sau, Futsal Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới thấy tấm vé tới Colombia không phải là sự may mắn nào cả.
Một lần nữa, những chiến binh sao vàng có mặt tại World Cup khi vượt qua Li Bằng, quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên tại đấu trường World Cup. Từ bây giờ cho tới tháng 9 là quãng thời gian đủ để chúng ta có thể chuẩn bị lần thứ hai bơi ra biển lớn. Hãy cùng chờ đợi những chiến binh sao vàng sánh bước cùng với những đội bóng futsal mạnh nhất thế giới như Tây Ban Nha, Brazil. Còn bây giờ, hãy cùng xem lại những phút giây lịch sử của trận playoff lượt về diễn ra giữa Việt Nam và Li Bằng. Đừng quên đăng ký, ấn nút thông báo kênh YouTube và theo dõi fanpage Nextsport để cập nhật những thông tin mới nhất, những câu chuyện bên lề của bóng đá Việt Nam. Có vẻ như Minh Trí đã giật mình. Rất tiếc cho đội tuyển Việt Nam trong pha bóng vừa rồi, thêm một quả đá biên nữa. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ số 3. Đó là Quốc Nam. Không được. Đó là pha dứt điểm cuối cùng của Quốc Nam. Sau trận lượt đi chúng ta hòa 0-0 ở trận đấu này, các tuyển thủ của chúng tôi đi băng vào tứ kết giải Futsal châu Á năm 2018. Thiên Đình dứt điểm, bắt bóng chính xác của thủ môn Hồ Ní. Đây là cơ hội. Cơ hội rất tốt dành cho Đắc Huy. Bóng trôi ra đúng tầm dứt điểm của Đắc Huy. Và hãy cùng xem lại cú đá bằng chân trái. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang có những bài đá phạt luôn tạo ra được bất ngờ của đối phương và nó mang lại chúng ta khá nhiều cơ hội ở trận đấu lượt đi. Để mất bóng rất nguy hiểm và lại là sự xuất sắc của thủ môn Đỗ Văn Ý. Một khoảnh khắc thoát tim với các cổ động viên Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý vừa rồi, một tình huống vấp bóng tai hại của Khổng Đình Hùng và suýt chút nữa thì nó đã khiến cho đội bóng áo trắng phải trả giá. Đường hòa đủ để đi tiếp. Sẽ là điều khá nguy hiểm, pha xử lý của Kokezian. Không được. Lại là một tình huống phản xạ tốt của thủ môn Hồ Văn Ý. Nó cũng là một hồi chuông báo động với cách mà đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự trong những tình huống như thế này ở những phút vừa qua. 2-3 và các cầu thủ áo đỏ vẫn tạo ra được một tình huống dứt điểm nguy hiểm. Ở thời điểm này thì hai trọng tài Iran đã cú sút rất nguy hiểm. Đó là một pha vượt tương đối bất ngờ và đó là những gì mà đội tuyển Việt Nam đã làm được ở trận đấu lượt đi. Chỉ tiếc là cho tới điểm này thì chúng ta vẫn chưa thể đánh bại được thủ môn Hamadani. Người vừa dứt điểm đó là Đức Hòa, rất mạnh. Và ở những phút đấu vừa qua, đội bóng áo đỏ đang chơi khá hay, đã có lỗi. Người vừa bị phạm lỗi ở trong tình huống vừa rồi là Enhopsi. Nguy hiểm về khung thành của môn Hồ Văn Ý. Đã phạm lỗi về phía đội tuyển Việt Nam là Văn Hiếu. Hết sức căng thẳng. Cơ hội để tung ra cú sút. Hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã chơi lăn xả. Khoảnh khắc mà tính chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam được thể hiện rõ rệt. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phượt đá phạt của cầu thủ Li Băng. Người đã tung ra cú sút đó là Fiendin. Họ thực tế là sở hữu một nền tảng thể lực đó là vô cùng sung mãn. Không được. Đó là pha đấu vào của Khổng Đình Hùng. Không còn nhiều thời gian nữa cho hiệp đấu đầu tiên này. Được phản công dành cho đội bóng áo trắng. Chỉ có một mình Văn Hiếu ở phía trên lại đi chạy khung thành. Phối hợp đá phạt như thế nào chúng ta đã ngăn chặn được thì hy vọng chúng ta sẽ tập trung. Amuzit, chúng ta thấy thủ môn Văn Ý chơi hay như thế nào, ra khép bóng kịp thời, không cho đối phương có khoảng trống để dứt điểm. Tuyệt vời Văn Ý. Pha đi bóng rất hay của cầu thủ số 9. Tuyệt vời. Bóng lại được đưa về phía hiệu Kenin, rất nguy hiểm. Và một lần nữa thì người ta thấy được rằng Hồ Văn Ý là một thủ môn xuất sắc như thế nào. Về phía đội bóng áo đỏ, cú sút chân trái là của Kenin. Nhân tố khó lường.
tượng nhất của đội tuyển Liban, người có nhiều cơ hội nhất kể từ đầu trận. Các cầu thủ áo đỏ đang phòng thủ rất chắc chắn. Minh Trí dứt điểm không vào. Rất tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Pha xoay người và dứt điểm rất nhanh của Minh Trí. Chúng ta cũng xem lại tình huống này. Đường chuyền vừa rồi là của Anh Duy. Và xoay người dứt điểm bằng đúng cái chân trái, chân trái sở trường của mình. Nhưng bàn thắng vẫn không đến. Pha phối hợp cực biệt và nó đã tạo ra những bất ngờ. Không được. Người vừa băng xuống là Amin Kobesi. Phải đối mặt với một cú đá phạt nguy hiểm. Đó lại là cú sút của Kiên Đình, người sở hữu nhiều tình huống dứt điểm nhất về khung thành của Việt Nam. Di chuyển thông minh và chọn vị trí cách hết sức hợp lý. Cú sút. Trận đấu dễ dàng, thực tế trên sân đã chỉ ra rất rõ điều này. Đức Tùng rất nguy hiểm. Abu Zaid cũng khéo léo. Đó đường chuyền dứt điểm. Rất may cho các cầu thủ Việt Nam. Rất sợ phối hợp. Quá nguy hiểm các bạn ạ. Tình huống Goal! Bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây Kiều Ánh với động tác mừng vừa rồi. Châu Đoàn Phát là người vừa tỏa sáng mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Rất gần rồi với chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup với bàn thắng vừa rồi. Trận đấu còn 3 phút 37 giây nữa. Một khoảnh khắc bùng nổ. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đi bóng đầy quyết tâm này, vượt qua được Khiendin và dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Namadani. Một lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc có thể là quan trọng nhất của trận đấu playoff lượt về. Một hiệp đấu đầy khó khăn với đội tuyển Việt Nam, nhưng một tình huống mang tính đột biến, sự tỏa sáng cá nhân, phá dứt điểm qua hai chân thủ môn đối phương. Và đây là một hiệp đấu rất khó khăn với đội tuyển Futsal Việt Nam. Khiendin. Bàn thắng dành cho đội tuyển Liban. Như tôi đã nói, ngay lập tức. Đáng tiếc là chúng ta đã để thủng lưới. Và nếu tính vào thời gian thi đấu thì Việt Nam chỉ duy trì lợi thế được trong vòng vỏn vẹn 30 giây. Rất đáng tiếc khi mà Liban đã phải chơi ở tâm thế là không còn gì để mất. Thật sự đáng tiếc. Giây cuối cùng. Đó là giây cuối cùng và đội tuyển Busan Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết World Cup của năm 2021. Tuyệt vời Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được tất cả những nỗ lực và quyết tâm đã được đền đáp ở trong trận đấu playoff lượt về này. Đầy khó khăn nhưng đầy quả cảm, quyết tâm để cuối cùng có được thành quả, chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.